ơi hey, hai các bạn uh, mình làm cái video này để uh, gọi là giải đáp thì cũng không đúng gọi là chia sẻ nha. chia sẻ cái kinh nghiệm với uh, là cái quan điểm của mình uh, tại vì nói là chia sẻ kinh nghiệm với quan điểm thì nó có thể uh, nghe nó hợp lý với những người này nhưng mà có thể nó không có không có hay không có hợp lý đối với người khác nha thì bởi vì gọi là kinh nghiệm với quan điểm ha cho nó không có đúng sai nha nó không có đúng sai, nó không phải cái câu trả lời của mình, cái chia sẻ của mình nó không phải là cái chuẩn hay là một cái đáp án chính xác nha. Thì bạn nghe bạn thấy hợp lý bạn có thể thực hiện theo. thật ra là cái này là mình cũng đã tìm hiểu qua rất là nhiều cái diễn đàn, ừ, rất là nhiều cái artist họ chia sẻ, họ đúc kết ra cái bài học vậy, thì mình cũng thấy hợp lý mình học theo, thì mình chia sẻ là cho bạn chứ không phải là mình nói không có căn cứ nó bậy nha. thì bạn nghe bạn thấy phù hợp bạn có thể ứng dụng để một cái công việc bạn để cái uh, quy trình làm việc bạn nó, nó cải thiện nó chuẩn chỉ hơn ha tùy với bạn uh, hoặc là bạn tìm thấy được một cái chia sẻ ở đâu khác hay hơn thì bạn cứ uh, chắc lọc nha rồi tức là như thế này một bạn đã hỏi mình đó là uh, Trong cái gì đó, nó có cái nút này nè perspective Distortion hay là cái cái biểu tượng đó là Dynamic Per đó, nha. Thì bạn nó hỏi là nên bật hay tắt cái này cái cụ quỷ này nè nên mở vậy là mở nè ta bạn thấy rõ ràng là khi bật hoặc tắt là cái cái hình của bạn cái mô hình nhân vật của bạn nó có cái sự khác biệt rõ rệt nha đúng không nó phình lên nó ngắn gọn trong một cái cái tính từ mô tả là nó phình lên đúng không nếu bạn bật cái mô hình nó phình lên nếu bạn không bật thì nó xẹp xuống Vậy bây giờ khi dựng hình làm sao để biết là cái mô hình bạn nó đúng với cái nhân vật không nếu mà nó cứ bật tắt nó cứ khác nhau vậy nó phình nó không phình nha rồi bây giờ mình bắt đầu lý giải ha cái perspective này là nó cái góc nhìn của cái camera bạn camera bạn thấy có chữ distortion đó, nha gọi là cái sự bẻ cong của camera thì bây giờ mình cái này nó liên quan tới cái thiết bị camera bạn nào mà rành và nhiếp ảnh thì cũng biết vụ này nha mình xin nói là cái này đó là cái máy ảnh của bạn, cái ống kính đó, bất kỳ cái ống kính nào nó cũng có một cái gọi là cái distortion nha, cái chữ này, này cái sự bẻ cong nha. Thì ví dụ cái hình minh họa mấy cái lưới này vậy hoặc là mấy cái hình khác mà tra Google mình có thể thấy ha. Thì đây cái một lạ nè. Giả sử như cái máy ảnh mà cái cái ống kính mà cái lens đó, mình thường gọi là cái lens đó. Bạn để cái tiêu cự nó 8mm thì khi bạn chụp cái hình là bạn thấy cái mặt mình bị phình lên chuyện này là cái chuyện rất hay thường gặp bạn chụp bằng camera điện thoại selfie á bạn để gần quá mặt bạn phình lên rồi ví dụ như 12 mm nó đỡ phình 16 đỡ 35 thì nó nhìn nó dễ chịu hơn tí và ví dụ như 85 là nhìn nó, đẹp trai nhất nó phẳng nhất nó không có bị phình lên nhìn mình không có bị mập hay là cái mặt mình không có biến dạng nha thì đây là do cái sự cái gọi là cái distortion của cái 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 ống kính cái máy ảnh thì ở trong cái thế giới mà 3D dựng hình nhân theo nhân vật, cái thế giới CG ấy, mình cũng quan tâm tới cái chuyện này mà cái chuyện này nó cũng cái nhọc nhằn. tức là bây giờ mình nói ha, mình kéo cái, cái 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 nhân vật mình làm, mình tắt cái này đi. đây cái này cái nhân vật mình làm ha, thấy trên cái nền là cái nhân vật mình làm dựa theo cái hình, nhân vật mình làm dựa theo cái hình bạn thấy là nhìn nó cơ bản là nó cũng giống tuy nhiên cái chỗ cái gò má là bạn thấy có cái sự khác biệt cái cảm giác như cái nhân vật bên phải của mình nó bị mập hơn cái gò má trong đây nó hơi phình hơn nha. Yeah. rồi giờ mình sẽ cho bạn mấy cái hình tham khảo sẽ nói tấm lại cái vấn đề nó như thế này cái hướng giải quyết như thế này tức là khi bạn có một cái nhân vật cái, cái hình tham khảo cái hình chụp của nhân vật người thiệt ở ngoài bạn muốn dựng á bạn muốn đua vô zero bạn dựng á thì để canh theo cái hình đó cho đúng á bạn phải biết được cái ảnh đó nó chụp bằng cái camera có cái tiêu cự là bao nhiêu giống như là cái hình em bấm lộn rồi cái hình này nè bạn phải biết được chính xác cái camera đó cái tiêu cự nó là bao nhiêu thì cái ảnh nó cho ra cái ảnh với cái độ phình vậy cái gương mặt nó như vậy nha giả sử như bây giờ mở facebook gì vậy? Ờ, cái ảnh này đi có cái ảnh này ha bạn ví dụ lấy cái ảnh này cái ảnh này có vẻ như là trong một cái sự kiện gì đó rồi chụp cái cô này từ một cái góc khá là xa thì mấy bạn biết là những cái người, người ta chụp cái ảnh chụp hình kiểu đó thường thường người ta sẽ, chụp từ một vị trí xa chụp từ vị trí xa thì phải xài mấy cái len tele mấy cái len tele như vậy cái này tôi nghĩ là chụp là khoảng cái tiêu cự là trên 85 thậm chí là trăm trở lên đó thì như vậy là bạn xác định được cái tiêu cự rồi thì bạn khi mà đưa trong ZBrush đó bạn chỉnh thì nó mới tương đương bạn làm cái hình nó mới giống rồi bây giờ trong ZBrush nó chỉnh chỗ này nữa bạn nó có cái chỗ uh, draw nè ZBrush à, mình đang xài là bản 2022 nha, bạn lưu ý những bản cũ hơn nó có thể khác nha cái chỗ khác ở đây nó có cái camera nè bạn nó có mấy cái reset cho bạn cái focal length tức là cái tiêu cự của cái camera nè mặc nếu mà bây giờ nó để là để 50 giả sử bạn chỉnh 18 là cái hình này nó phình lên rất là dữ nè, nha. Yeah. có nghĩa là cái hình bạn đang xem là được xem qua một cái à, ống kính hay camera đó có tiêu cự là 18 thì nó phình lên rất là dữ nè thấy không? rồi 24 đỡ phình hơn, 28 đỡ hình 35 đỡ hình 50 khá là dễ chịu, 85 thì nó phẳng hơn chút nữa, nha. Yeah. đấy như vậy mà để mà bạn làm cái nhân vật bạn cho mà khớp với cái cái người thực tế luôn á thì cũng là một chuyện khá là chua bởi vì như mình nói đó là bạn có cái hình tham khảo đúng không bạn phải biết được cái hình nó chụp với cái cái len là bao nhiêu nha thí dụ như như theo mình đoán cái này là khoảng 85 mươi tại vì chụp từ xa thì khoảng đó thì lúc bạn vô zero đó bạn chỉnh á bạn mở cái bờ bách tiên rồi lên nè bạn vô cái chỗ ro này bạn để tay 85 thì bạn dựng theo cái hình đó đó bạn căn cứ theo cái hình đó bạn làm ra mới đúng còn ví dụ như bạn không đoán được rồi bạn chỉnh cái số chỗ này nó lệch ít thì không nói gì giả sử mình lệch trong khoảng 50 85 thì bạn thấy nó cũng có thể là nó ra nhân vật nó cái mặt nó mập hơn tí hoặc là nó gầy hơn tí thì nó cũng chấp nhận được ví dụ như mình để lệch nhiều quá để trong khoảng 35 85 lệch nhiều quá thì ra cái nhân vật nó sẽ bị mập hơn rất nhiều ha ấy thì đó là cái cái, cái, cái kinh nghiệm chia sẻ bạn tức là bạn dòm cái hình chụp nhân vật bạn nên phỏng đoán nên đoán được cái, cái, nhân vật nó chụp với cái len như ví dụ như cái này này chụp ngang qua cái này mình cũng có cảm giác là cái mặt này khá là phẳng đúng không mà mình nghĩ là chụp cũng bằng một cái len tele xa rất là khoảng 85 ấy mình thì nó thật khi nhiếp ảnh mình thích cái tiêu cự 85 bởi vì cái hình nó không bị quá phình giống như trong cái cái hình minh họa đó mà mình thích cái tiêu cự là 85 cái cái mặt không bị phình quá còn những cái tiêu cự khác thì uh, mấy bạn nào nhiếp ảnh nó cũng biết ấy. Nó sẽ gây cái hiện tượng, cái, stock distortion nó lớn quá Nha Này bạn thấy 35, 24 cái mặt rất là phịnh 135, cái như cái, trên 85 là cái mặt khá là Tạm gọi là phẳng ha không có bị Đấy thì mình mình thấy là như vậy ví dụ như cái hình này mình nghĩ là cũng chụp cái tiêu cự xa 85 cho nên là trong zebra mình có thể bằng để đây 85 ha còn bạn không đoán được thì Thôi bạn cứ để mặc định của nó Mặc định Zbox nó để là 50 Nha yeah. ờ, Cái số này là preset thôi Còn bạn muốn chỉnh một số cụ thể bạn có thể kéo thanh trượt này Nha yeah. Dùng Kéo focal length kéo xuống nó nhảy lùm gì Kéo xuống thấp quá thì 12 thì cái hình nó rất là phình luôn á Nha yeah. Đấy, đó là cái chia sẻ của mình ha tức là bạn bây giờ chỉ có cách là bạn bạn dòm cái hình bạn phỏng đoán cái 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 tiêu cự của máy ảnh chụp rồi bạn chỉnh trong đó trong đây cho nó phù hợp rồi nha mình thì, mình thì mình hay để là 50 hoặc 85 rồi bây giờ tắt á làm khi mà tắt cái thằng thằng này hẳn luôn á tắt cái bơm tiêu luôn á coi coi như là tắt cái camera nhìn thấy, tắt mấy cái giá trị này luôn á nhìn gọi là cái góc nhìn mà trực diện các bạn trong uh, Maya nó có cái chữ đó là orthographic á. À, mấy bạn biết cái đó là luôn orthographic trong Maya nó gọi là orthographic view á tức là nhìn chữ chuẩn là trực giao ha tức là nhìn vuông góc vô luôn á và cái uh, phép nhìn này thì nó không có cái distortion nha tức là nó coi như là một cái phép nhìn mà phép chiếu phép nhìn Uh, toàn uh, hoàn hảo nó không có distortion nó không có bị bẻ cong qua cái ống kính camera nha tức là thật ra là nó gần như là cái cái cái, cái tiêu cự này nó rất là lớn á nha tiêu cự này rất là lớn thì nó gần như cái orthographic ha tại vì bạn thấy là trong đây nè nếu mà tắt cái này thì là góc nhìn orthographic là nó phẳng hình nó phẳng luôn nó gần như là cái tiêu cự này rất là lớn rồi thì khi nào xài cái orthographic này thì cái quan điểm của mình nó là bạn chỉ xài cái orthographic này khi nào bạn dựng mấy cái hình mà uh, kiểu giống gì nữa mà bạn biết nó là nó cái nó không có độ phồng này ví dụ như những cái mô hình gì giống như là những cái mặt cắt đó, những cái bản vẽ kỹ thuật những cái mặt cắt nhìn ngang từ phía này qua luôn á tức là nó hoàn toàn nó không có cái độ phòng do cái uh, uh, cũng không biết nói sao kiểu như là chụp không phải là do cái cái len nó có cái độ phòng mà nhìn ngang qua nó đúng với là những cái bản vẽ kỹ thuật luôn á nha giả sử như thế này có một cái bản vẽ hay là ai đó thiết kế một cái nhân vật một cái mô hình gì đó nó vẽ một kiểu này có nghĩa là nó không có cái uh, cái cái, cái phối cảnh nhìn ngang trực diện gì luôn nè thì lúc thì giống như trong Maya bạn dựng hình đó bạn dòm từ một góc ngang qua bạn kéo mấy cái điểm này nè thì bạn nên tắt thì như vậy trong ZBrush đó bạn nên tắt cái uh, tiêu này để anh chi vậy để ví dụ như nhìn ngang vậy đó, đúng không bạn mở bật tiêu thì nó có cái distortion còn bạn tắt thì nó không có thì như vậy bạn khi bạn nắm bạn kéo đó, ví dụ như giả sử bạn dựng cây súng trong maya đi bạn nói là hai cái điểm đó nó nằm thẳng hàng với nhau thì khi bạn kéo là chắc ăn trăm phần trăm nó thẳng hàng giống như trong maya các bạn này bạn nhìn ngang bạn nhìn ngang vậy bạn khi bạn quét hai điểm bạn kéo gì nó đi cùng lượt nào thấy không thì nó thẳng hàng với nhau thì trong zbrush cũng vậy tức là khi mà bạn làm việc mà bạn nói là những cái điểm nào mọi bạn chắc ăn luôn chắc ăn trong không gian nó thẳng hàng ờ, nó cùng một vị trí luôn á thì bạn nên tắt cái perspective này bạn để coi như là orthographic giống như là cái side view trong Maya này nè giống như thế này bạn kéo nó đi tặng cho nó chắc ăn là nó đi một cùng một, một cái độ xê dịch hoặc là nó thẳng hàng với nhau giống như vậy nha thì đó là cái trường hợp mà mình nghĩ là sử dụng cái orthographic view rất là tắt cái tắt cái perspective này nè nha yeah. trong Maya dựng mấy cái mô hình mà ha surface tức là mấy vật thể cứng được nha bạn có thể dựng súng trong Maya cũng được Ô, xin lỗi trong ZBrush bạn có thể dựng mấy cái mô hình ha surface trong ZBrush được nha. rồi hoặc là tắt á, thì cái này theo cảm tính thôi ví như bạn uh, trở lại cái hình tham khảo bạn có một cái hình uh... tôi lấy cái hình nào bây giờ cũng chả biết nữa là cái hình này ví dụ bạn thấy cái hình này bạn thấy là cái cái độ phòng của phòng lên của cái mặt nó ít quá bạn muốn căng ví dụ bạn căng cho cái mũi này cái đường nét nó y hệt gì luôn nè độ cong của cái mũi này nó y hệt gì luôn á tức là bạn không tính về cái độ phòng lên á nha không muốn là tạo hình cái mũi nó giống gì luôn thì ok mình đem cái hình này cho Zbrush mình tham khảo tham chiếu á rồi bạn tắt cái orthographic này ôi xin lỗi bạn tắt cái dynamic perspective Đặng cho nó đừng có đổ phòng á nha nó phòng lên thì cái nét nó thật ra cái cái sự phòng lên á cái việc mà tắt cái dynamic và bắt tiêu này nó chỉ ảnh hưởng tới cái bề mặt ở ngoài thôi còn bạn để ý những cái đường này nè bực mình qua lại cái viết vẽ nè nó hơi khó nói mà nên nó thiên về cảm nhận với lại cái kinh nghiệm mình làm cho nên nó hơi khó nói nè bạn để ý cái đường này nè cái đường mình tạm gọi là cái đường viền á nha cái đường viền của cái khối nếu tôi nhìn từ góc ngang là cái đường viền của cái khối nha đó bạn thấy cái đường màu hồng tôi vẽ ha thì khi bà bạn bật tắt cái uh, dynamic của tiêu này cái cảm giác cái đường này nó không có thay đổi nha bạn chú ý cái đường sống mũi này nha này khi mà bật lên nè tắt nè cái đường nó cố định đúng không cái việc phòng lên xẹp xuống này nó chỉ ảnh hưởng tới những cái mặt bên đây thôi và lưu ý cái, cái mô hình này tôi đang nhìn ngang nha đang nhìn ngang. Cái cái tiêu này phòng lên hay sẹp xuống này nó chỉ ảnh hưởng tới cái vùng bên hông thôi. thấy không? Còn cái đường sống mũi này nhìn ngang thì có cảm giác như nó cố định. nó không? Nó không hề bị thay đổi gì hết. Nó không có bị ảnh hưởng bởi cái gọi nãy mình gọi là cái distortion đó. nó không bị ảnh hưởng. Cho nên là khi mà bạn làm ví dụ như bạn dựng dựng ngang vậy nè, dựng từ góc ngang vậy bạn coi cái hình bạn dựng từ góc ngang á thì thật ra bạn nên tắt cái tiêu đi nha tắt cái bờ tiêu đi để cho dựng cho nó chính xác cái sóng mũi cái đường nằm ngang vậy nha tất cả các đường nằm ngang nói chung luôn á nhìn từ mặt ngang nói chung luôn á nha này bạn thấy dụ cái tráng nè để mình vẽ cái tráng ra vẽ tráng nó cong vậy đúng không đây là mở vào bát tiêu Được chưa rồi tắt của bắt tiêu này mở lại cái sóng cái tráng này để dẫn y hệt nha những cái đường viền ở ngoài á thì dường như là nó không bị ảnh hưởng tới cái distortion khi mà mình nhìn ngang như vậy ha rồi ok hy vọng là các bạn hiểu một vài cái kinh nghiệm tôi chia sẻ cái cái nút của quỷ chùa này thật ra cái thằng này tôi làm tôi cũng <laughs> hay quên lắm Đầu lúc tôi tắt mà tôi cũng hay cho nên là dựng đôi khi cái nhân vật nó ra nó không nó không có chuẩn chưa được chuẩn trăm phần trăm giống như cái hình tham khảo điển hình là con này nó bị con này nó bị nhìn bây giờ bên phải nó hơi mập hơn tí không? má nó hơi đầy đặn hơn nha yeah. rồi vậy thì rồi mình tóm tắt lại ha tức là cái nút này có có mấy cái lưu ý nếu bạn bật lên nếu bạn bật cái bơm tiêu lên thì bạn phải chỉnh được cái cái tiêu cái cự của cái camera nó giống với lại cái hình tham khảo cái hình chụp thực tế của bạn nha yeah. Đó là một vấn đề vấn đề thứ hai là cái này bạn chỉ nên tắt khi mà bạn nhìn ngang kiểu này nè. hoặc là nhìn nhìn trước thì thường thường nó bị thay đổi mấy cái đường này nó bị thay đổi nha tại cái độ phòng phòng lên mấy đường này thôi thì tôi nghĩ là nhìn ngang á Nhìn ngang nó ít bị thay đổi Để bạn nhìn này bạn dòm cái cái cái, cái đường đường bao ngoài ha nó mình họa cái cái đường nét cái khối nhân vật đó, nó dòm hình này nè đó, thì để mình làm cái cái, đường nét bao ở ngoài nó cho nó, nó đúng với là cái hình tham khảo nha rồi ok thôi tôi dừng video càng nói nhiều khi nó càng rối